Chịu 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 chịu. Crazy. Ra là game đấy mình có thể thắng được nhưng mà mình đánh nó hơi fail một chút. Đáng lẽ ra mình quẩy quăng Goblin Barrel phía bên phải xong mình ăn được cái trụ bên đấy. Ra first Pekka maybe. Hey, hey. What the fuck đấy again? Fireball giáp. Fireball giáp Skeleton Army. Maybe Balloon. Lava Balloons. Okay. Golem. Golem. You are the bad guys. Okay. Okay. Okay, at least Barbarian, you are the best. You are the best, you are the best, you are the best. You number one. You are the best, guys, you are the best. Okay, fine, you are the best. The best ever. Okay, Firebolt Arrows. You are the best. Firebolt Arrows. Nothing. What are you doing? What are you doing? Okay, Zap, fine. Okay, I'm fine. Okay, you are the best guy, you are the best, you are the best, you are the best, you are the best. You, okay, Zap, nice. Fireball coming across the door. You are the best, the best. The best. You are the fucking good player. Okay, you are good, good arrows, good arrows, knife erex. Okay, okay. Came down, you get the Princess Tower. The best, the best, the best. Customer. Xem rồi làm nhà đấy mà thông thường thì cũng không hôm nay không có đá bóng chắn vãi. Ok, Infernal Tiger, Infernal Dragon. Which version scared the new? Come on Balloon Fizzy, come on the Balloon Fizzy, come on. Okay, nicer, nicer. You are the best. Okay, you are the best. How did you? Oh no, of course. Electro Zion hack out my deck. Hola to the BM amigo. Hola. I don't know why today we play. I made so crazy, so many crazy deck.
Balloon fizzy skating trader. Balls baller. Okay, baller. It's baller. Skating here. Okay, you are the best. Why not get an army boy? Why not? Why not? Stupid boy? Stupid boy? Stupid boy? Stupid boy? Okay, it's good. Boost spam. One is, don't worry. Don't worry. That is easy. Easy? Time to say good game. Okay, you are the best. 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 And you are the best. I got the gifts for you. Fucking bad. Okay. Infinity again. Come on, Flea. No. No, double building. Flea. Mega Knight, come on, double building. Come on. Let me try Antique King Tower first. Come on, Flea, no double building. Mai có stream không ạ? Có chứ. Mai không có việc mà. Ghost, come on, Ghost. And anything else? Come on, Flea. Not bad. I'm not sure he playing using a lock and maybe barbarian. Electro Zion, nice to meet you, bro. Nice to meet you a lot. Please. Okay, fuck you! Lightning cycle.
Fuck you! Fuck you! Let's go! Play the game. Brazil player. Premier League history searching. Free mà. Không mất tiền. Mất tiền xem là sao sao để cho bỏ. I hope for sure. Skeleton. Nó chưa đích. Rồi hóa phiên bản nào đi. Ủa thì fan quá mượt luôn. Anh em xem lần mình đầu tiên Spring League, ok. Nhìn qua Baby Dragon cũng vui. Ra mình thích Windsor hơn. Nhưng mà mình không có lựa chọn. Nó gửi cho mình từ tháng 8 mà đến hồi tháng 10, tháng 11 mình mới vào trong cái website. Thế là mình mới check là bạn có một cái đoạn code này này. Bạn sẽ có một cái phần quà vào trong cái này là nhận được. Thế là mình mới vào xong rồi sau một tuần thì nó ship về. May mà code đấy nó không bị mất hiệu lực nhé, không thời hạn. Okay. Không để ý luôn đấy, tại vì là lâu mình tiếp vào trong cái website đấy nó cũng mình cũng chẳng có cái vẹo gì để mà để ý luôn đấy. Tại vì các bạn có một cái điều mà các bạn có thể là chưa biết, đó là những các creator nào mà kênh YouTube phải từ 50.000 sub trở lên thì nó mới được upline, nó được upline nhá. Chưa được mới gọi là mới chỉ được nói thôi, chưa còn được phải review xong rồi upline nữa thôi. Là các bạn có được vào trong code của bạn có được sử dụng hay không? Giống kiểu như Glass with Art hay là những cái thằng như kiểu Sotac hay là Boss hay đấy. Là những cái code ấy có được support. Khi mà các bạn mua đồ ở trong phòng gem ở trong đấy thì các bạn sẽ gọi là sub chia lợi nhuận. Chia lợi nhuận cho các hơi lag một chút anh em thông cảm nhé. Rồi ơi, mấy con goblin ngu quá. Thôi. Tao muốn chịu mày. Đến ạ, mấy thằng còn goblin. Hay vãi hồn à. Đây quay thay Executioner được. Nhưng mà thay Executioner thì các bạn sẽ gặp những cái matchup nó quá là quái dị luôn.
Hãy nhìn cái pha kéo tornado của mình này, great tornado. Yeah, exactly. Look at this. Ơ, hello anh em, sắp 7k cưa. Sắp 7k thì đó không phải là mục tiêu của mình, mục tiêu của mình đang cao hơn đấy. Tao đến, mình cũng phải đến ạ, à, ba con goblin, ngu vãi rồi. Lao vào Princess, ở Princess Tower, đéo lao, lao con mẹ vào trong Epic Tower. Thật sự luôn. Quả phai bôn chay của thằng này là lag. Why John is so big? I like it. thằng này bắt goblin cũng gà vãi đái luôn. Biết ạ, thằng này thật sự luôn. Hey, look at this. What, look at my tornado. Tornado. Ôi giời ơi, perfect.